22 tháng 3 năm 2003. À, như thường lệ là chiều thứ bảy là phải về phục vụ bà Đạm. Trên cả nhà đây có ông đang nằm ngủ chiếm chỗ của bác Thanh. Có bà đang ngồi cười khì khì như thường lệ rất khó dừng. Bà quay mặt đấy bà ơi. Bà quay mặt lên đây. Đấy, cười buồn cười quá, sắp nằm ngửa ra rồi. Sắp rơi rồi. Đây là bác Thanh ra chơi từ hôm cưới, vẫn đang ở lại đây. Nguyên nhân là vì có cái máy từ trường nên là muốn ở lại để chữa bệnh mất ngủ. Còn đây là bà Mai Thị Đạt, thân sinh ra tôi. Bây giờ xin nó phỏng vấn. À đây là tôi, Trần Thị Mai. Quay phim, mình nhắc quay phim là nhà quay phim là chồng mới lấy là Phạm Thành Đức, bây giờ vẫn còn đang rất nghe lời. À, bây giờ xin phỏng vấn bà Đạm. Bà Đạm cho biết cảm tưởng của bạn sau khi con gái đi lấy chồng, thì có cảm tưởng gì không? Có sướng không? Sau khi con gái đi lấy chồng thì có một cái thay đổi lớn. Mình là nghe nói bác rất hay mất ngủ, thì bây giờ từ hôm bác ra đây thì...